chào quý vị và các bạn. Hiện tại Phương Nhu đang có mặt tại nơi vô cùng là sôi động, vô cùng là náo nhiệt. Các bạn có đoán được đó là chương trình gì không ạ? Vâng, đó là chương trình Thi Dân Vũ Tỏa Sáng Tài Năng. Gắn kết, sôi động chính là những điều đêm thi tỏa sáng tài năng đem lại. Chắc hẳn đây sẽ là một kỷ niệm khó quên trong giấc mơ mùa hè của nhiều bạn trẻ.